Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi Clash PT nha. Clash này sẽ cộng một sát thương mỗi tốc độ di chuyển mình có. Vì vì cái lát này là tốc độ di chuyển nhiều. Bên đầu game mình sẽ cố đi kiếm những cái vũ khí cho cái lát này. Theo mình thì kinh nghiệm đi cái lát này là chúng ta không thể chiến đấu trực tiếp với chùm nổi đâu. Tại nếu mà đứng yên gây sát thương á, âm 100 AMO là nó quất 2 hit lên đường. Cho dù máu 100 luôn ha, ủi một cái là 100 máu luôn. Mình sẽ lấy lúc vậy. Không có sự may mắn gì cả. Mình đi đam. Rồi, mình sẽ đi tiếp ha. Máu cộng hòa máu. Máu trừ 1 melidam. Tốc độ vậy. À mo gì. Mid up range. Tại bích up brand rồi mình sẽ đi tiếp ha. Mày đi đam. Lấy một trụ vậy. May mắn trừ đam thôi. Một máu trừ 2 thu đập. Cái tốc độ đánh vậy. Mình lấy ít ammo. Lifesteal element đam giảm. Máu trừ ren. Máu. Hmm.
khiên sẽ gây sát thương dựa trên giáp. Mình sẽ đi tiếp hả? Hit die, đam trừ máu, hút máu lấy, nút element đam, speed trừ gen. Mình mua một cái khiên chơi giải trí ha. Rồi, đi tiếp. Hit chain đam kèm một hit die lụm được đồ hồi. Hình như mua rồi bán cái tâm thần của mình đang bị cái gì vậy trời. Mình đang lặp lại sai lầm vớ vẩn ha. Hình như mua đã rồi bán tốn quá giờ tiền luôn. Tăng độ khó cho game hay sao vậy? Game chưa đủ khó sao? Xin lỗi là tại vì mình chơi lố tài quá. Mình mua cái khiên xong không xài. Cái năng tính toán bị sai lầm. Đến bây giờ thiếu vũ khí và mọi thứ. Máu còn regen. Cái này mình không có lấy ha. Tốc độ di chuyển giáo Belidam. Thôi làm chậm kẻ thù. Sẽ đi tiếp ha. Cái làm chậm khá tốt mà, để mình sống sót.
con có gương kìa. Hên quá. Tiêu diệt được hai con có gương. Trụ làm chậm máu, cộng hòa máu. Tốc độ đánh ư? Đót ư? Làm chậm. Lượm nguyên liệu của cơ may hòa máu. Hút máu. Máu không bị gen. Mua. Để dành lại. Thì đôi cái nữa nào. Tách biết trừ đen cộng mà mo. Rồi mình sẽ đi tiếp ha. Máu đam trừ hai máu sẽ đót hả, máu hồi luôn, lúc trừ hai máu hồi. Cây giáo tốc độ đánh trừ một amor trừ chí mạng. Một cây giáo đót không thu thập trừ một belly đam. Thì rồi cái nào, cộng 15 máu, tốc độ kẻ thù tăng lên. Thôi khỏi đi, đừng có đi chưa đủ nhanh sao, mình không có nóc bách nữa. Mình có cái cổ máy bắn làm chậm giúp cho mình sống sót được khá nhiều. Ngon đấy. Cái này mình sẽ lấy ha, vì sự nghiệp sống lâu và trâu hơn. Đót nè, wow, thu thập trừ 8% đam. Tăng sức mạnh, tăng sức mạnh. Có nên lấy cái này không? Thôi khỏi lấy luôn, đi tiếp vậy. Để vậy. Mình có cái trụ làm chậm, mình có cơ hội sống sót, ok hơn. Nếu mà dừng một cái là 100 mà mo, dễ đài lắm.
này mình không xài nha. Lấy máu tiếp. Lúc 158. Máu cộng regen trừ 8 lúc. Đam cộng trừ regen. Đam trừ speed nha. Rồi, mình sẽ đi tiếp ha. Có 3 món cần mua. Còn kia nó chọn một cái 10 máu. Thôi là mình không có gặp cái màn có chùm. Thì không có gương đỏ nhưng cũng đâu có đủ đam đâu mà đánh nó. Mình là bây giờ sống sót thôi. Còn có gương kìa. Amo Engineering lấy. Cho free lấy. Ba mo. Tại sao mình lấy engineering? Tại vì mình có hai cái trụ. Đam trừ gen. Lấy luôn. Lấy luôn. Thì rồi coi. Hóc bách ha. Thì rồi cái nữa nào. Bắn xuyên. Mình đâu có chơi tay dài đâu mà bắn xuyên. Quá trời luôn, lụm không hết. Bán. Tốc độ quá. Nhưng bây giờ mình cần là sống sót ha. Độ thì quên đi. Mà ly máu trừ gen. Lấy. Máu cộng trừ gen. Đam trừ đen, thu thập cũng trừ đen. Ai. Giờ nó lại bán vũ khí. Bây giờ mình đâu có cần nữa. Quay 15 rồi còn là kiếm sắt gì nữa mà. Qua wow, trụ hòa máu. Lấy ha. Lấy luôn ha. Lấy luôn.
Đó 25 mà. Lấy đó luôn nha. Trừ tốc độ kẻ thù giảm 3 speed. Kệ lấy luôn. Máu mà mò trừ 5 bit. Sát thương bị giảm nhiều. Lifesteal nó bắt. Lúc. Thôi mình sẽ đi tiếp hơn. Độ di chuyển bị giảm nhiều luôn á. Dẫn đến sát thương giảm. Nhưng mà có hai vụ hồi súng thì cũng rất là may. Có cơ hội hồi máu. Ren cho thì lấy thôi. Hand 4. Lúc. Lifesteal. Máu trừ 1 hòa máu. Thôi 30% đam nhưng mà trừ 3% đâu đó đánh mỗi vũ khí khác nhau bạn có. Mình đâu có vũ khí khác nhau đâu. Nên là mình mua cái này là lời ha. Không đủ sát thương bữa nó rồi. Mình đứng một chỗ là âm 100 ammo nha. Đây chắc luôn á. Tiếc nha, không đủ sát thương. Cũng có thể đánh được nó nhưng mà không đủ sát thương. Còn đứng gần quá hoặc là không đánh thì âm 100 mà mo. Không nên nữa. Sống sót là quan trọng nhất. Hồng máu 100 nguyên liệu mình có. Chín máu sẽ lấy cái này. Nó tìm mua ngọn giáo rồi. Đó trừ 1 ammo. Melee dam. Bây giờ thật sự là ít kinh nghiệm đâu còn cần như lúc này. Nguyên liệu rất là cần thiết nha. Những cái lát nào mà giảm 50% nguyên liệu rớt ra là đối với mình là khó. Nguyên liệu vừa là đồ để mua đồ mà là vừa kinh nghiệm vừa để lên cấp nữa. Mà bị giảm 50% là biết tại cỡ nào. Không đủ sát thương nữa. Cộng 5% sát thương. Rồi quay hết tiền luôn. Lấy đỡ rồi. Quay hết tiền luôn mà nó không ra cho mình cái gì mình cần đó. Thôi mình đi tiếp ha. Quay cuối rồi. Thấy ra nhiều làm gì cũng đâu, đánh xa nó hút lâu rồi chứ.
Tháng đầu từ nãy là mình đã không tăng sát thương rồi. Để lấy phòng thủ để sống sót này. Thôi vẫn hết máu thì vẫn có thể đai như thường hả? Ren màu đỏ luôn, dụ mình lấy ren nữa. Mình lấy máu hồi ha. Dot được một ammo. Trụ hòa máu ha. Trời đồ ngon không mà không đủ tiền mua. Quay cuối rồi. Thôi vô đấu chùm luôn. Giờ mình chỉ cần sống sót lâu nhất thôi. Chứ bây giờ chưa đấu mình đâu có đấu nổi đâu. Mình giữ những cái cục hòa máu mà cần thiết mới lụm thôi. Nhiệm vụ là giữ những cái cục hòa máu lại nha. Tới sát thương không đủ để mà tiêu diệt nó. Mình chỉ cần sống sót đến hết thời gian thôi. Hai trụ hòa máu à. Thứ nhiên là bây giờ mình đứng yên là bị âm 100% mà mo rất nguy hiểm à. Còn chạy được qua cái vòng nó thì cứ chạy thôi. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, không. Rồi win. Theo mình cái lát này đi là khó. Đây là chỉ số của mình. Kiểu là có hồi máu, hút máu, đồ này nọ, hoặc là một ít dot và ammo để trụ lại sống lâu nhất có thể. Nhất là hên là nó cho mình cái con này để làm chậm kẻ thù nè. Rồi có những cái món để giúp cho hồi máu nhiều. Một món vũ khí cũng có thể đi hết nè. Đã vậy còn cho ba cái trụ hòa máu nữa cũng giúp ích cho mình rất nhiều để mình sống sót sau mấy cái đợt quay quét của mấy con chùm ha. Sát thương tụi nó ảo quá. Rồi thì video này mình chơi tới đây thôi, coi như xong cái class BD ha. Cảm ơn mọi người đã xem video, chúc mọi người một ngày tốt lành ha. Chào mọi người.